Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận, góp ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng bày tỏ sự tán thành cao về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân hiện hành. Việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. Việc sửa đổi chức vụ của sĩ quan nâng từ 11 nhóm, chức vụ cơ bản lên 17 nhóm như dự thảo luật là phù hợp, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. Để hoàn thiện hơn, dự thảo luật đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia góp ý về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan tại khoản 2, điều 1 dự thảo luật. Tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xem xét điều chỉnh tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp tướng quân đội lên 62 tuổi để đảm bảo tính thống nhất giữa các lực lượng vũ trang, bảo đảm trọng dụng nhân tài và tương quan giữa hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Vì lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của cấp tướng công an là 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 cũng phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động hiện hành, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Tôi đề nghị luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông qua theo quy định tại khoản 2 điều 151 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung lộ trình, hướng dẫn về việc nâng tuổi nghỉ hưu theo luật mới để đảm bảo thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện khi luật được thông qua và có hiệu lực ngay, có thể tham khảo hướng dẫn cách tính tăng tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức hiện hành.